Kênh Giải trí tổng hợp xin thân mến chào bà con nông dân. Hôm nay thì kênh sẽ xin giới thiệu cái cho bà con nông dân loại dừa dứa, đó là dừa cao sản đó bà con nông dân. Thì trong thời gian vừa qua thì kênh cũng đã quay rất là nhiều loại dừa nhưng mà chưa có quay loại dừa cao sản. Thì bà con dân cũng biết là dừa cao sản nó có là rất là nhiều loại. Ví dụ như là dừa sáp, dừa dâu và dừa dứa. Đó là ba loại dừa mà xuất khẩu rất là cao. Đặc biệt trong đó có dừa chim xanh và dừa Mã Lai nữa. Nhưng mà ba loại này là thị trường đang xuất khẩu rất là mạnh. Thì hôm nay kênh sẽ xin chia sẻ với bà con nông dân là đây là một cái mô hình trồng dừa. Đây là dừa dứa. Hiện tại thì kênh cũng đang quay cái vườn dừa dứa này tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây dừa dứa này có cái độ tuổi ngoài 10 năm tuổi quý bà con nông dân. Lâu rồi thì kênh hai kêu là quý cô chú chị các bạn và sửa là bà con nông dân, do nhiều người đóng góp cho nên mình lấy kêu bà con nông dân cho nó thân mật hơn, gần gũi hơn, không có dài dòng. Cho nên trong quá trình sửa nó cũng hơi vấp, cho nên bà con nông dân cũng thông cảm. Thì chia sẻ về cái loại giống dừa dứa này thì bà con nông dân cũng nên nghiên cứu để chúng ta trồng. Thì ở đây dừa này thì nó rất là dễ trồng, nó cũng như những loại dừa khác. Nói dừa cao sản là khó trồng chứ thật ra không phải là khó trồng, nhưng rất là dễ trồng. Dừa này mười mấy năm là dừa bố mẹ luôn bà con nông dân. Trái rất là to, rất là nhiều nha. Đây nè, mình quay cho bà con coi. Mình sẽ làm từ phần luôn, chút xíu mình sẽ đo một cái hoành dừa. Ở nhờ cái phần video sau sẽ cho bà con coi luôn. Riêng dừa này thì chủ vườn cũng đã trồng nay trên 10 năm. Dừa này có cái chiều cao từ gốc lên tới vị trí hiện tại mà đang cho trái là nó khoảng gần 7 mét. Theo ước lượng là mình khoảng 7 mét là tới những cái hoài. Thì cái dừa này bà con biết là nó cho trái loại siêu trái giống như là dừa Mã Lai với dừa chim xanh lùng vậy. Cho trái rất là nhiều. Hoài là siêu trái, hoài dài, trái to, nước thơm, ngọt, rất là ngon. Hiện tại là dừa dứa này á được công ty Mekong tại Bến Tre đang lấy để mua để xuất khẩu. Cho nên bà con mình cũng nên nghiên cứu, mình cải tạo. Thí dụ mình muốn trồng loại dừa nào thì mình trồng, nhưng mà chúng ta nghiên cứu thêm cái loại giống dừa dứa này để chúng ta trồng và phát triển trên cái đất của mình. Tại vì dứa là bản thân nó rất là mắc tiền rồi, nghe bà con nông dân, rất là mắc tiền mà rất là dễ trồng nữa, năng suất cao, trái rất là nhiều mà to nè. Bà con coi nè, đầy nhóc cây luôn không. Dừa này là chặt cho bán cho bên công ty Mekong là thường xuyên luôn, chặt một lần là ba bốn hoài đó. Do quay vào buổi trưa cho nên ở trong bóng mát, hình ảnh nó không được sáng, nó thấy không có rõ. Với hai này cây dừa nó cũng cao cho nên hạn chế được cái cự ly quay, cho nên xem không có được rõ, bà con xem cũng thông cảm cho kênh. Thì dừa này cũng như trồng dừa Mã Lai với dừa xanh lùng, bà con nông dân, thì hiện tại cái bẹ này nó có chiều dài khoảng chừng 3,5 m đến 4 mét trở lại thôi, cho nên là khoảng cách trồng của chúng ta là khoảng 6 mét, giống như dừa Mã Lai với xiêm xanh lùng, có nghĩa là dừa này trồng vẫn là 6 mét nha. Và cái cách chọn giống và cách chăm sóc y như là trồng dừa Mã Lai và xiêm xanh lùng. Lợi thế của dừa dứa này thì nó được xuất khẩu rất là mạnh. Dừa dứa này thì trái nó tròn rất là to, và đặc biệt là nước rất là thơm ngọt. Nó gọi là dứa nó thơm cái mùi dứa. Chúng ta uống nước dừa này nó thơm, có cái vị thơm giống như mùi dứa, nước rất là ngọt. Dừa này là gọi dừa cao sản, xuất khẩu rất là mạnh ở cho thị trường nước ngoài. Bà con thấy dừa trái đều rất là đặc cây luôn ha. Đặc cây, do tối quá không thấy rõ. Cho nên cái vị thế thì cái dừa dứa bây giờ nó cũng đang là một trong những loại dừa cao sản mà đang xuất khẩu mạnh nhất tại thị trường Việt Nam, sức ở nước ngoài. Thì cái cách trồng dừa dứa thì ở dưới gốc thì chúng ta trồng cũng giống như những loại dừa khác thôi, nó rất là đơn giản.
Đây là dừa bố mẹ chủ vườn cũng đang để giống bán cho khách rất là lâu rồi. Những bà con nông dân nào mà yêu thích á, thì chúng ta mua, chúng ta giống, chúng ta trồng. Nè bà con nông dân coi nè. Trái này, trái khủng khiếp không? Nhìn rất là đẹp, rất là nhiều, rất là siêu trái. Hơi tối bà con nông dân. Đó. Thì dừa này cũng báo cho bà con nông dân luôn là sau khi chúng ta trồng, ngày bắt đầu chúng ta trồng dừa con á, đến nó cho trái khoảng 3 năm. Có nghĩa là cái loại dừa này nó sẽ chậm hơn thằng mã la với sim xanh lùng. Cho trái sẽ chậm hơn, cũng gần cả năm. Cho nên chúng ta xác định trồng dừa này là khoảng 3 năm mới cho trái. Có nhiều người thì trồng khoảng chừng 2 năm mấy cũng cho trái rồi. Đó, nhưng nghĩa là chung quy lại khoảng chừng 3 năm là nó sẽ bắt đầu cho trái. Đây là cái dừa con của giống loại dừa dứa. Đây là dừa này mới trên 1 năm tuổi nha bà con nông dân. Dừa dứa thì nó có cái màu hơi xanh hồng hồng tí xíu. Nó không phải là dừa vàng vàng giống như dừa mã lai. Nó xanh hồng hồng. Hồng nhạt thôi chứ không đậm lắm. Nó phát triển rất tốt. Cây dừa nó lá rất là tốt. Nó không có tì vết rồi luôn nha. Không có bị bệnh trái lá, đốm lá. Loại dừa này nó kháng sâu bệnh rất là nhiều. Ở dưới gốc thì ta trồng giống như những loại dừa khác. Trồng bằng mặt đất luôn. Cây rất là tốt. Do cao quá, quay nó cũng không có thấy rõ. Đó, bà con nông dân thấy dừa rất là thích ha. Đặc biệt là hôm nay giới thiệu cái loại dừa dứa này. Trái rất là to, rất là đẹp, rất là siêu trái. Cái này là công ty Mỹ Công cũng đã ký hợp đồng rồi, ta cắt rồi. Cho nên là bà con nông dân trồng dừa này chúng ta yên tâm là cái đầu ra rất là mạnh. Trái dữ lắm mà bà con nông dân ơi, một hoài nó tệ nhất cũng khoảng mười mấy hai chục trái hoặc là ngoài 20 trái trở lên chứ không có ít. Đó, xa xa bà con nông dân coi đó, trái đó. Trái rất là nhiều. Nếu có điều kiện thì bà con nông dân đến đây tham quan, kênh sẽ dẫn cho bà con đến đây tham quan để chúng ta thấy tận mắt luôn. Đây là loại dừa dứa, cây dừa con của những cái dừa mẹ này, chủ vườn cũng đã trồng. Nay nó ngoài 2 năm tuổi. Thấy nó 2 năm tuổi chứ mà nó cũng bự lắm bà con nông dân, hoành rất là to. Hoành của cái thân đó. Và nó có một số cây nó đã bung lưỡi mèo rồi, bung lưỡi mèo đầu tiên. Mới bung lưỡi mèo đầu tiên thôi. Đây. Mới 2 năm mấy là bung lưỡi mèo đầu tiên. Đây nè, mới bung lưỡi mèo nè bà con nông dân. Đây nè. Đây nữa. Có nghĩa là đang giai đoạn cho trái. Bắt đầu ra lưỡi mèo đang cho trái. Chỉ có ra cái lưỡi mèo đầu tiên là chưa thấy cái trái nào. Lý do là cái lưỡi mèo đầu tiên thường thường nó ít có đậu trái lắm. Dừa này thì người ta cũng chưa có gì xinh sạch lắm. Nhưng mà 2 năm mấy đã bung lưỡi mèo rồi. Đó, bà con coi dừa trái hoài rất đẹp không bà con nông dân. Cái này là chưa tới thời điểm công ty ở bên Mê Công ở bên Bến Tre qua nó cắt. Nếu mà tới thời điểm thì nó qua nó cắt, mình khỏi cần phải cắt. Nó qua nó cắt rồi tính tiền luôn. Hôm nay quay dừa dứa này có con gái bà sữa đi theo tác nghiệp với cha. Con anh trai thưa ông bà, cô chú đi con. Ừ, giỏi quá. Bây giờ là kênh sẽ giới thiệu cái cách đo trồng dừa dứa mà khoảng cách giữa hai cây con nha. Cho bà con xem. Đây là dừa dứa. Dừa này ngoài 1 năm tuổi này. Đây con đưa cái cây thước đây. Rồi con cầm cái đầu đó con đi thẳng đi. À, giờ qua cái này, qua cái này rồi. Sát vô cái gốc dừa. Rồi tới đó tới mí thôi nha. Tới coi người ta trồng cái khoảng cách bao nhiêu đây. Con nhớ chính xác nha. Bảy mét không tới 7 mét. Có nghĩa là ngoài 6 mét, gần 7 mét luôn. Có nghĩa là khoảng cách này có nghĩa là ta trồng 7 mét thì dừa này rồi trồng 6 mét được. Tại mình coi tàn nó là mình biết
khoảng cách hai cái cây, cách cây là 6 mét là dừa. Cho nên là bà con có trồng loại dừa dứa này cũng giống như dừa Mã Lai xin xanh lùng nha, khoảng cách là 6 mét một cây. Rồi cảm ơn sữa nha. Sau đây nhờ chú vô vườn sẽ móc một cái trái dừa dứa từ ở trên cái cây xuống cho đo cái hoành cho bà con nông dân biết được một trái thôi. Rồi móc 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 đi chú. Đây là đặc điểm của trái dừa dứa. Dừa này nè đang giai đoạn nạo uống được luôn nè. Ở đây để chú sẽ đo cái hoành dừa cho bà con nông dân biết được cái hoành nó cỡ nào. Ngược 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 dây rồi chứ. Chú đo đổi lại. Dạ dạ. CC giữa đi. Rồi rồi tới đâu? Ờ, 4 đây tới đây. 45. Dừa này hoành 45. Dừa này còn bự nữa không chú? Còn chứ. Còn bự nữa ha. Đây đâu đâu coi nè nào. Ý. Ý, 50 xin lỗi. 50 này 50 luôn phải không? Là 50 nè. 50. Không nè 50, 50 xin lỗi, dừa này hoành 50. Quá to luôn. Dừa nạo là 50 là nó lột từ 1,2 kg trở lên hết quý cô chú anh chị các bạn. Dạ. Thì thử dừa này dưới này có độ nước ngọt này, cảm nhận sao cho bà con dân. Thơm ha. Dừa này cái cơm dừa là dừa luôn nè. Thơm dứa cực kỳ luôn, ngửi là biết cái mùi thơm dứa rồi. Thơm đấy này, thơm cực kỳ, thơm dứa luôn nè, thơm mùi dứa. Dừa tới rồi nó bắt đầu thơm tới. Trời ơi ngọt mà ra. Ngọt ra khủng khiếp luôn. Thơm mùi dứa cực kỳ luôn ha. Chính dừa dứa. Anh cầm đi. Ra sữa uống cái thơm dứa không con? Cuối tuần đi tác nghiệp với cha luôn. Thơm không? Ừ. Ngọt không? Ừ. Rồi con chúc con bà nhiều sức khỏe đi. Rồi cảm ơn con. Thì hôm nay kênh giải trí tổng hợp cũng đã giới thiệu cho bà con nông dân cái mô hình trồng dừa dứa. Đó là hai loại là dừa cao sản. Mà bấy lâu thì kênh cũng chưa đã từng quay. Thì hôm nay kênh cũng đã chia sẻ cái giống dừa bố mẹ mười mấy năm tuổi và dừa con và đo hoành và thử nước thì quá tuyệt vời, ngọt thơm rất là ngon. Mà đặc biệt cái ưu thế của dừa dứa này á là dừa được xuất khẩu, công ty Mekong của Bến Tre xuất khẩu lấy rất là cao. Mà dừa này trồng thì ba năm đã đi là nó có trái rồi, cho bà con tham khảo để nghiên cứu để trồng nha. Thì khoảng cách trồng thì kênh cũng nói rồi, giống như dừa Mã Lai xin xanh lùng 6 mét một cây. Còn bà con nông dân nào có muốn đến tham quan á thì cứ liên hệ với kênh sẽ dẫn lên cái vườn này chúng ta tham quan để chúng ta nghiên cứu trực quan để về chúng ta trồng luôn. Rồi kênh giải trí tổng hợp xin thân mến chào bà con nông dân ạ. Chúc bà con nông dân nhiều sức khỏe, đặc biệt là phòng chống dịch Covid rất là tốt. Xin cảm ơn.